Ngọc Trinh Mạnh Sóc Sơn gặp lại ông nội và Bơm Tàu. Một trận đấu cũng rất hay anh em nhá. Anh em thấy không? Cứ mỗi lần Ngọc Trinh xuất hiện ở trên màn hình thì là một sự cổ vũ rất cuồng nhiệt đến từ khán giả của chúng ta. Ác Võ Đang Kiếm đang cùng với Ngami Mạnh Sóc Sơn có được một mùa song đấu hoàn hảo, khi họ đang có tới 39 trận thắng và mới để thua có 4 trận thôi. Tuy nhiên ở trong cặp đấu này cũng là một chút gì đó khó thở với Ngọc Trinh và Mạnh Sóc Sơn, khi đối thủ của họ sẽ là ông nội của Bơm Tàu. Ác Thiên Vương Đào thậm chí có khả năng PK rất tốt và đánh bại đi khá nhiều những chiến đội lừng lẫy ở trong mùa giải song đấu thắng này. Nào, chúng ta sẽ cùng hướng đến màn hình và dõi theo sự di chuyển của bốn nhân vật, xem đội nào sẽ xuất sắc giành chiến thắng đây anh em. Với tổng cộng là 25 nhân kiếm hợp nhất và cây kiếm cập phong và xét đồ khá đẹp thì Ngọc Trinh đã có thể nước ao được ác của Bơm Tàu rồi, và đến bây giờ sẽ là 2-1 khi chỉ còn một mình ông nội trong chiến đội màu xanh nữa mà thôi. Quá kinh khủng ạ. Mình đã từng cảnh báo với những anh em đứng gần với Ngọc Trinh, người đẹp vừa mới ra tò ở trong dịp Tết vừa rồi. Trời, anh em nhìn nó chọc 25 nhân kiếm, nó chọc không khác gì một bao cát anh em ạ. Đi xong đấu mà cảm giác như Ngọc Trinh đang đi luyện kêu ở trên đảo Tẩy Tủy vậy. Thực chất chúng ta đã khá nổi tiếng với cái tên gọi là Hải quay xe rồi đúng không? Nhưng người mà quay xe nhiều nhất ở trong mùa song đấu nó là Ngọc Trinh mà. Có thể chuyển đổi cảm giác từ bất kỳ một ác nào sang ác còn lại. Kết quả chẳng ngang ngũ rồi nhé. Hay là đi trận khác em nhỉ? Xong rồi, trận này xong gì nữa. Sống làm sao được. 1-1 đánh với Võ Đang chưa chắc đã cửa ăn, chứ chưa thèm nói là cả Nga Mi nó giữ chân như thế này nữa. Nào, chúng ta cùng nhìn lại mà Ngọc Trinh đã có một tình huống bẻ lái em thấy không, di chuyển từ phía của ông nội và bắt sang được với Bơm Tàu. Kinh khủng không anh em? Đó, nào, đây anh em ơi. Đang từ ông nội anh em nhé, đang từ Ác Thiên Vương, đang chọc rất mê say. Nhưng Ngọc Trinh đã có thể nhận ra được sơ hở trong phòng thủ của Bơm Tàu rồi, và lao từ phía ông nội sang phía của Bơm Tàu. Và em nhìn chọc này, chọc lại đến tận cùng của cuống ruột. Xong, không thể bơm bóng dù ông nội phía đằng sau đang liên tiếp vùng đào chém. Mà kinh quá em ạ.